Đêm ngày 7 tháng 5 vừa qua theo giờ Việt Nam, Arsenal đã có chuyến làm khách đến sân vận động St. James Park của đội chủ nhà Newcastle. Cuộc viếng thăm đến vùng Đông Bắc nước Anh được dự báo là khá khó khăn, bởi ai cũng biết thầy trò huấn luyện viên Andy Hill đã lột xác và thi đấu tuyệt vời như thế nào ở mùa giải 2022-2023 này. Phó thủ thành London cần một chiến thắng để bám đuổi đội đầu bảng Manchester City, qua đó nuôi hy vọng giành chức vô địch Premier League lần đầu tiên sau gần 20 năm chờ đợi. Và đúng như dự đoán của nhiều người hâm mộ và giới chuyên môn, tuy gặp đôi chút chướng ngại, nhưng cuối cùng, các học trò của huấn luyện viên Mikel Arteta vẫn có thể ca khúc khải hoàn bằng chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Newcastle. Vậy, dành cho những ai đã bỏ lỡ trực tiếp 90 phút cực kỳ hấp dẫn này, thì bây giờ hãy cùng nhau đến với những điểm nhấn đáng chú ý nhất trước cuộc đối đầu thuộc vòng 35 giải Premier League giữa Newcastle và Arsenal nhé. Điểm nhấn đầu tiên, Martin Odegaard là một trong những tiền vệ đẳng cấp nhất xứ sở sương mù ở thời điểm hiện tại. Như đã nói ở trên, Arsenal đã có chuyến làm khách đầy khó khăn đến sân của Newcastle United. Điều này không còn là dự đoán nữa bởi đội chủ sân St. James Park đang thể hiện một phong độ vô cùng ấn tượng trong giai đoạn nước rút này. Đồng thời, họ cũng tạm thời chiếm lĩnh được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các khán giả nhà, câu lạc bộ có biệt danh Trích Trẻ đã nhập cuộc một cách đầy chủ động. Đoàn quân của huấn luyện viên Eddie Howe liên tục dồn ép pháo thủ thành London và dường như khiến khung thành của Aaron Ramsdale luôn bị đặt trong tình trạng báo động. Tuy nhiên, đôi khi bóng đá rất nghiệt ngã và việc không thể tận dụng thành công những cơ hội đã khiến họ phải trả giá. Từ một tình huống triển khai bóng trước vòng cấm của Newcastle, tiền vệ đội trưởng Martin Odegaard bên phía Arsenal đã làm nên điều đặc biệt khi anh tung ra cú dứt điểm chìm từ khoảng cách hơn 20m. Cú sút này đánh bại hoàn toàn hàng phòng ngự, áo sọc trắng đen và cả thủ thành Nick Pope nữa. Pha lập công đẳng cấp của cầu thủ người Na Uy đã khiến toàn bộ các cổ động viên đội chủ nhà như chết lặng. Với bàn thắng vừa rồi, Odegaard đã nâng tổng số pha lập công tại Premier League mùa này của anh lên con số 15 bàn. Thành tích này cũng giúp thủ quân Arsenal cân bằng kỷ lục mà Kevin De Bruyne tạo ra ở mùa giải 2021-2022 năm ngoái. Cái chân trái thật xuất sắc và bạn không thể để cậu ấy thoải mái như vậy trong khoảng cách 20m. Gary Neville đã bình luận như vậy sau khi chứng kiến cú sút thần sâu của Odegaard. Thế mới thấy ngay cả một huyền thoại của kình địch Manchester United cũng không tiếc lời dành lời khen ngợi cho Martin Odegaard thì chúng ta đủ hiểu đẳng cấp của tiền vệ người Na Uy là lớn như thế nào. Đáng chú ý, cú đúp vào lưới Chelsea ở trận đấu trước đã giúp cựu sao Real Madrid chạm đến cột mốc hơn 20 lần đóng góp vào các bàn thắng của Arsenal mùa này. Kể từ sau trường hợp của Cesc Fabregas thì pháo thủ thành London hầu như không tìm đâu ra một tiền vệ biết cách ghi bàn cho đến khi Odegaard xuất hiện. Với mức giá 30 triệu bảng ở thời điểm chuyển đến sân Emirates thi đấu, thủ quân sinh năm 1998 chính là một món hời tuyệt đối của huấn luyện viên Mikel Arteta. Điểm nhấn thứ hai, Martinelli đã không còn duy trì được phong độ đỉnh cao xuyên suốt cả mùa giải 2022-2023 nữa. Như chúng ta đã biết, phút thứ 14 của trận đấu, đội trưởng Martin Odegaard đã tung ra cú sút trái phá từ cự ly 25m xe lưới Newcastle, qua đó mở tỷ số cho đội khách đến từ London. Sau bàn thắng khai thông thế bế tắc, Arsenal chơi ngày càng khởi sắc. Phút thứ 21, Odegaard thực hiện một đường chọc khe giúp Gabriel Martinelli có tình huống đối mặt với thủ thành Nick Pope. Đáng tiếc là tiền đạo người Brazil lại không thể thắng được thủ thành của Newcastle. Lần này, trên sóng nhà đài, Gary Neville đã không còn dành cho cầu thủ của Arsenal những lời hay ý đẹp nữa. Đó sẽ là một bàn thắng hoàn toàn giật gân. Martinelli phải xử lý tốt hơn vì bạn không sở hữu nhiều cơ hội ngon ăn như vậy trong một trận đấu. Bình luận viên nổi tiếng ở xứ sở sương mù chia sẻ, lần này thì công nhận Neville đã đúng. Arsenal đang ở trong chu kỳ buông quen thuộc và điều này đã bắt đầu từ trận hòa 2-2 trước Liverpool hôm ngày 9 tháng 4. Có lẽ việc các ngôi sao như Gabriel Martinelli hay Bukayo Saka đã không còn liên tục lập công đã khiến cho đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta rơi vào khủng hoảng. Điều này cũng giống như ta phải từ bỏ một thói quen và chấp nhận một sự thật mới mẻ vậy. Chắc chắn, nếu pháo thủ muốn trở lại với chuỗi trận thi đấu ấn tượng như những gì đã làm trong phần lớn thời gian thi đấu của mùa giải, thì những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu như Martinelli và Saka cần phải quay trở lại với phong độ đỉnh cao ngay lập tức. Và điểm nhấn cuối cùng trong video ngày hôm nay, Arsenal vẫn chưa buông xuôi trong cuộc đua vô địch và giờ đây họ chỉ còn kém Manchester City một điểm mà thôi. Phải vào sân dưới áp lực, bị đội đầu bảng là Manchester City bỏ xa tới 4 điểm, Arsenal đã gặp vô vàn khó khăn trước màn phủ đầu của chủ nhà Newcastle. Nhưng cuối cùng, pháo thủ thành London vẫn vượt qua ải Trích Trẻ tại St. James Park, qua đó tiếp tục nhẹ nhõm hy vọng lật đổ ngôi vương của Manchester City. Có được 3 điểm đầy quý giá, đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta vẫn đang bám đuổi Man City cực kỳ gay gắt. Giờ đây,
họ chỉ kém các nhà đương kim vô địch Premier League đúng một điểm, nhưng lại thi đấu nhiều hơn một trận. Dù biết là rất khó khăn, nhưng cơ hội vẫn còn nguyên dành cho Arsenal trong cuộc đua vô địch này. Sau tất cả, Arsenal đã có được chiến thắng 2-0 trên sân nhà của Newcastle. 90 phút vừa qua tại St. James Park là vô cùng vất vả. Bởi vậy mà 3 điểm giành được lần này là cực kỳ quý giá. Nó trực tiếp giúp pháo thủ thành London tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Manchester City trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League mùa giải 2022-2023. Khoảng cách giữa hai đội giờ đây là 1 điểm, nhưng Arsenal đang thi đấu nhiều hơn một trận. Những con số này tuy tối thiểu, nhưng nó không hề nhỏ giữa bối cảnh Premier League dần đi đến hồi kết. Và trước mắt pháo thủ sẽ là trận tiếp đón Brighton cực kỳ quan trọng trên sân nhà Emirates. Dựa vào phong độ và những gì chim mòng biển đã thể hiện trong thời gian qua, nhất là chiến thắng 1-0 trước Manchester United, thì đây chẳng khác gì là trận chung kết tiếp theo dành cho pháo thủ thành London cả. Arsenal buộc phải giành chiến thắng nếu không muốn bị Manchester City bỏ xa trên bảng xếp hạng. Càng về giai đoạn cuối mùa, đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta càng cho thấy sự bất ổn cả về cách chơi lẫn tinh thần thi đấu. Nếu Arsenal bại trận, cuộc đua vô địch gần như đã ngã ngũ. Trong phần còn lại của mùa giải, Manchester City chỉ phải đụng độ với những đội bóng cửa dưới như Everton, Chelsea hay Brentford. Trong khi đó, sau Newcastle United, Arsenal còn phải đương đầu với ngựa ô Brighton. Thế nhưng, giờ đây sẽ là lúc không thể tốt hơn để thử thách bản lĩnh của pháo thủ thành London. Chính huấn luyện viên Mikel Arteta cũng đã thừa nhận, nếu giành chiến thắng, Arsenal có thể điên cuồng ăn mừng. Chiến lược gia người Tây Ban Nha hiểu rằng, cơ hội để các học trò của ông thể hiện cảm xúc ở mùa giải này là không còn nhiều. Nhưng trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra, nhất là tại một giải đấu tiềm ẩn cực kỳ nhiều bất ngờ như Premier League. Vậy nên, cơ hội là vẫn còn nguyên, hãy cố lên, Arsenal!